Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng toàn thể có quay lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Và thứ video đây thì ngày hôm nay đây, em Đặng Tín Audio sẽ lên sóng các bác. Em sẽ bán thanh lý có 3 chiếc đẩy, xả 3 chiếc đẩy ETC. Cái 1400 phiên bản cao cấp nhất, 4 kênh 1400 một kênh. Thế đây là 3 chiếc của bao khách đặt hàng nó sang mồm. Đấy. Hàng bom đây. Thì có biết được cái lô đẩy em về hơn 1000 chiếc cơ mà có 3 bom 3 chiếc thôi, số lượng bom rất là ít thôi. Nói chung là không thể tránh được vì em Đặng Tín là bán không phải cọc nên về nhiều ông đây, có ông thì vợ không cho mua đến về nhà không có tiền. Thực chất thì cái này không thể tránh được mà cái số lượng bom rất là ít thôi. Thì ngày hôm nay về được đây, bây giờ hàng bom về 3 chiếc, em sẽ bán sập sàn cho 3 bác nào nhanh tay chiên qua luôn. Tất cả nó luôn hàng mới nguyên hộp hết, bảo hành 1 năm. Với phiên bản cao cấp nhất này, và đây là dòng đẩy em bán quá nhiều rồi. ETC hàng chính hãng phiên bản màn hình bản cao cấp nhất 1400W một kênh. Anh em làm sâu sự kiện lớn kẹo kéo vào rồi gia đình. Hơn 1000 chiếc đẩy nó bán ra không biết là chất như nào rồi. Đây và 3 chiếc ngày hôm nay, bác đợi một chút em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể và sẽ báo giá các bác nhá. Anh em ơi ủng hộ cho một like nào, có vào theo video hoan hỉ cho một like và nhớ đăng kênh em các ơi. Với bác bỏ vào dây hoan hỉ cho một like để em lên động lực em xả giá sốc của bác nào ngày hôm nay nào, cho bác nào nhanh tay nào. Thực sự bác nào hôm nay mua con này cực kỳ tốt luôn. Giá em sẽ bán chiên qua luôn đây. Có 3 4 đường nhập vào này, 4 đường link tín hiệu này. Đầy đủ các quạt system bell, các đường giao loa, còn giao vặn và giao linh trích. Dây nguồn rất là lớn nhá. Và trong chiêm ngưỡng lại ruột gan của chiếc đẩy EDC K2004 này, cực kỳ khủng luôn. Nguồn đỏ au nhá. Này chắc không lạ lẫm quá rồi, nguồn 22 phân, nguồn rất lớn. Và đây là bản cao cấp nhất chạy 24 tụ của EDC luôn. Bản nâng cấp chạy 24 tụ nhá. Còn thường bác mua ngoài trường chỉ chạy 12 đến 16 tụ thôi. Như này bản đặc biệt cao cấp nhất K1400 24 tụ. Tất cả sử dụng là mạch KNH, sò trường là JVK chạy 4 quả gió. Và con này chạy tổng cả búa áp và sò chính là 80 sò, 1400W phiên bản nâng cấp. Để quá yên tâm mình đánh nó full dây, súp hơi. Và làm sâu sự kiện lớn, kẹo kéo vào gia đình thì không phải bàn thôi. Với dòng 1400 này thì cực kỳ chất rồi. Và duy nhất ngày là có 3 chiếc của 3 khách bom hàng này thì em bán chiên cho bác luôn. Tất cả hàng mới nguyên hộp hết. Mới nguyên hộp hết nhé, vẫn bảo hành 1 năm. Và với quan điểm bên Đặng Tín bán hàng bây giờ vẫn không phải đặt cọc luôn. Em đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc. Được chưa? Anh em thấy cái phương châm bán hàng ok, các anh em hỗ trợ like nào. Bác nào thấy phương châm bán hàng không phải cọc ok ủng hộ cho một like nhá. 1400 một cây. Rồi bây giờ sẽ test và nghe chất âm một lần nữa và sẽ báo giá quá ngày hôm nay 3 chiếc thôi. Bác nào nhanh tay thì còn nhá. Thực sự là giá ngày này sẽ rất là tốt thôi. Đây em sẽ đánh cây 1, cây 2 nhá, cây 3, cây 4 không đánh nhá. Bác nghe chất âm một lần rất là cực kỳ khủng luôn. Điều rất là chắc luôn. Em xin báo giá luôn bác, ngày hôm nay duy nhất 3 chiếc. Em bán chiên đúng 3 chiếc là bán là chốt nhanh tay nhá. Có mua ngoại trường cái dòng này rất đắt rồi. Ngoại trường 90 triệu không có đâu. Nhưng ngày hôm nay bác là chốt, nhắn tin qua cho em cũng phải chốt đẩy 1400 cho dễ. Vì đúng 3 chiếc hàng bom thôi, bán sốc luôn, chốt đẩy 1400 giá 6.100.000. 6.100.000 em bao ship duy nhất 3 chiếc, 6.100.000 em bao ship tận nơi. Bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Em sẽ bao ship con này rất là nặng, vẫn bao ship và tặng 4 giắc lông luôn. Và duy nhất có 3 chiếc này với mức giá đời nhé, không có đâu ạ. 6.100.000. Chốt đẩy 1400 cho em, bác lấy nhắn tin đúng cú pháp cho em nhé. Chứ nhắn tin nhầm là không chốt đơn nhé. Bác là chốt hãy nhắn tin qua số thoại em này. Vũng là chốt đẩy 1400 là có nhân viên chốt đơn. 6.100.000. Em sẽ bao ship tận nơi, bảo hành có 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Anh em thấy mua bán như vậy là quá ok rồi. Thực sự bác là với Đặng Tín Audio thì có biết là xe kênh của em nó không phải là lẫm rồi. Này, rất khủng luôn nguồn này. 80 sò trường, 1400W một kênh, hàng xịn chính hãng của EDC, hàng nhập khẩu chính hãng luôn. Dòng này thì em Tín đã bán quá nhiều và giá ngày hôm nay thực sự là em bực mình này. Có bao khách bom hàng em bán sập sàn luôn, 1 triệu. À chứ đâu có 6.100.000. 6.100.000 một con đẩy 4 kênh 1400W thì bảo màn hình cao cấp chính hãng EDC này. Thực sự cái mức giá này nó quá tốt rồi. Bác là chốt hãy nhắn tin qua cho em nhá, cũng là chốt đẩy 1400. Nào có nhân viên chốt đơn quá nhá. Và chào quá.